Chiều nay ngày 4 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố quán triệt và triển khai các chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh dự tại điểm cầu trung tâm hành chính thành phố. Hội nghị được tổ chức quy mô lớn với sự tham dự của đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố tại điểm cầu trung tâm hành chính thành phố, đến các điểm cầu các quận huyện ủy và đảng ủy trực thuộc và đặc biệt bao gồm cả điểm cầu các đảng ủy phường, xã trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản về chỉ thị 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Các chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện nghị quyết 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về công tác đối ngoại kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Đồng thời, các đại biểu cũng đã được quán triệt các chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, những nội dung vừa truyền đạt có nhiều điểm mới và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội thành phố. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần tiếp tục nghiên cứu sâu để cụ thể hóa triển khai đạt hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý một số vấn đề trọng yếu trong các văn bản và đề nghị các cấp ngành sớm triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng tổ chức nghiên cứu quán triệt, triển khai, đặc biệt là nắm chắc những cái điểm mới, những điểm cốt yếu trong cái văn bản này để mà xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình phù hợp, cụ thể và hết sức lưu ý là phải bố trí nguồn lực để thực hiện. Chúng ta cũng có cái là xây dựng chương trình hành động, xây dựng kế hoạch thì rất là hay, rất là đầy đủ, nhưng mà có căn cứ vào đó để mà xây dựng chương trình nguồn lực hoặc là bố trí nguồn lực cho nó hay không là câu chuyện mà lâu nay là chúng ta cũng chưa thực sự là làm thực sự một cách nghiêm túc lắm. Cho nên là Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy thì gần đây là có yêu cầu là tất cả những cái mà nghị quyết chương trình hành động đã được ban hành thì cái cơ bản là phải đảm bảo nguồn lực để thực hiện. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề với việc quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết, đề cao vai trò của bí thư cấp ủy các cấp trong chỉ đạo quán triệt triển khai. Văn phòng Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và các đơn vị liên quan theo dõi đôn đốc việc triển khai, báo cáo kết quả để Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi chỉ đạo đạt hiệu quả cao nhất khi triển khai nghị quyết trong thực tiễn.